Rồi xin chào bạn, hôm nay lại tiếp tục ráp hai cái bộ đồ chơi bằng gỗ. Thì cái bộ đầu tiên là thằng sẽ ráp đó chính là chiếc đu quay. Không biết có bạn nào đã được đi đu quay ở bên ngoài đời chưa? Thằng này thằng được đi một lần rồi, đó là ở Vịnh Hạ Long. Thì hôm nay thằng sẽ lắp cái bộ này, thằng nào thằng đang lắp dở rồi. Bây giờ thằng chỉ việc được ráp mấy cái này vào với nhau là thành công thôi. Và đó là cái bộ thứ nhất. Còn cái bộ thứ hai chính là đây, chính là cái thí nghiệm máy bơm nước từ bên này sang bên này. Ok. Rồi đầu tiên là thằng sẽ ráp lốt cái đu quay của thằng lại đã. Cái phần này là cái phần động cơ của chiếc đu quay nha. Bên dưới này là pin này. Và đây là cái phần mà để ghế ngồi cho khách hàng. Đây là hai chiếc bánh răng để rút cho cái đu quay của chúng ta quay được. Ok, như vậy là xong rồi nha. Anh đã nhét cái bánh răng vào cái vòng đu quay khách người này thành công rồi. Bây giờ là anh sẽ nhét vào đây. Nhét để cho cái bánh răng này nó chạm vào cái bánh răng con này này. Xong. Và đây là cái khóa. Và bên này sẽ có một cái chân là trống. Hình như là bị thiếu sao ấy. Đúng rồi, bị thiếu một cái thanh dấu cộng này. Hai cái thanh dấu cộng này. Nhét một cái thanh dấu cộng này vào trong này. Và một cái thanh này ở bên ngoài. Xong, và một chiếc mặt cười để khóa nó vào. Ok, đã thành công. Bây giờ chỉ còn bước cuối thôi là nhét cái thanh này vào đây để cho nó chắc này. Đến cuối cùng thì đã lắp hoàn chỉnh xong cái đu quay của thằng ấy nha. Nhưng mà chưa khởi động đâu, thằng sẽ để ở đây. Chút nữa thằng lắp xong cái bộ thí nghiệm máy bơm nước này thì thằng mới khởi động cả hai cái lên. Bây giờ thằng lại tiếp tục lắp cái bộ máy bơm nước này. Thí nghiệm máy bơm nước. Thì cái máy thí nghiệm lắp cực kỳ là đơn giản đấy nha. Cái thanh này thì dùng mặt nào cũng được. Bước thứ hai là gắn những cái đầu này xung quanh đây này. Rồi bây giờ là đến cái phần động cơ này. Thằng sẽ gắn một cái ống tiêu này vào trong cái motor này. Xong. Và một đầu của nó. À đây. Thank you.
Thôi xong Cam ơi, lúc với thằng lối nhầm dây điện thằng hư lối thẳng pin vào cái công tắc này, thằng quên không lối cái mô tô này thế nào. Bây giờ thằng phải cắt hết dây điện ra lối lại này. Một dây thằng sẽ lối vào motor này. Xong. Một dây của công tắc sẽ lối vào dây pin này. Và một dây của công tắc cũng lối vào dây của motor này. Xong nha, bây giờ thằng sẽ kiểm tra xem motor hoạt động chưa. Ok, motor đã hoạt động rồi đó. Bây giờ là thằng sẽ hàn lại. Tên tên tên, cuối cùng thằng đã hoàn thành xong hai sản phẩm đồ chơi bằng gỗ này của thằng ấy nha. Đầu tiên là cái đu quay. Bây giờ là thằng sẽ ấn cái công tắc bên dưới này để xem có hoạt động không nhanh bạn nha. Nào, 1, 2, 3. Từ từ, cái này sẽ đặt sang bên này đã, cho nó rỉa. Wow, thành công luôn nè. Nhưng mà cái đu quay này nó quay hơi bị nhanh. Nó quay nhanh quá. Thắng sẽ thử tắt đi. Tắt đi. Bây giờ là thắng sẽ lấy một cái gì để ví dụ là hành khách ngồi trên này xem là nó có quay được không. À đây, thắng sẽ cho một con ốc bé xíu đi. Nó bé như này nhưng mà nó rất là lặng luôn á. Một con này, hai con để xem là nó có bị rơi ra ngoài không, ba con và thêm cái ống cái hình giúp cậu này đặt vào đây. À đây vẫn còn một con ốc nữa này, năm con hình giúp cậu này, cả mấy cái này là để người ta mài gỗ này, mài gỗ cái chỗ nào nhọn nhọn là mài nó ra ấy. Như là hơi bị lặng này, là hơi bị cồng kềnh. Rồi ok, bây giờ là sẽ bật lên nha. Wow, bây giờ là nó quay chậm hơn rồi các bạn ạ. Wow, nhìn này các bạn này, không cái nào bị rơi ra ngoài luôn. Nói chung là cái đu quay này của thằng hoạt động rất là ok luôn. Bây giờ là thằng sẽ cất nó sang một bên, một bộ sưu tập luôn. Tiếp theo là cái máy bơm nước này. Bây giờ là thằng phải xuống nhà thằng đấy hai cái cốc, một cái cốc đặt ở đây và một cái cốc đặt ở đây để xem là nó hút được nước không nha. Đây rồi, thằng có một cốc nước rồi. Cái cốc nước có nước này là thằng sẽ đặt ở bên trên này, quên mất, ở bên dưới này. Còn cốc không có nước là thằng sẽ đặt ở trên này. Mới đầu là thằng cứ sợ là nước nó sẽ vào cái motor này, nhưng mà chắc là nó không vào đâu. Cả dây điện người ta cũng cuốn vào nữa, cả dây điện này vô nhẹ nên nó cũng không sợ giặt. Tiện là thằng có một cái lọ C nên là thằng sẽ đổ vào đây luôn, cho một viên vào đây để chỉnh cho nó đẹp. Xong nha, thằng thả viên C này vào là thằng sẽ ấn nút cho nó nước nó hút sang luôn. Wow, cái motor này nó hút được nước sang đây này các bạn này. Wow. Nhưng mà cái cốc nước của thằng đầy rồi, bây giờ thằng phải tìm một chỗ khác. Cốc bên này nó hết rồi này. Cái viên C này nó vẫn chưa tan hết. Wow. Từ
động luôn. Trời ơi, cái bát nước này còn đựng nhiều hơn cả cái cốc này luôn. Trời. Ok quá đây, vậy là hôm nay thì Azap thành công hai bộ đồ chơi từ gỗ, đó là chiếc xích bông và chiếc máy bơm nước, gọi là thí nghiệm bơm nước từ cốc sang cốc có nước sang cốc không có gì. Thì bây giờ là sẽ kết thúc cái video của chúng ta tại đây nha, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.